Bạn mình là Sibida, hôm nay mình sẽ là video test thử nhân vật mình chưa từng dùng bao giờ thì các bạn ơi, đó chính là nhân vật Homer nhá. Thì nhân vật này là mình cũng chả biết nó ra từ bao giờ các bạn ơi, và mình cũng không biết tại sao đích mình có ấy các bạn. Trời ơi, ảo ma thì đấy. Ok, thì kỹ năng nhân vật này đó chính là phóng ra một máy bay không người lái hướng đến gần kẻ địch trong khoảng cách 100m, tạo ra vụ nổ đường kính 5m, làm giảm 60% tốc độ di chuyển và 35% tốc độ bắn, tồn tại trong 5 giây, gây ra 2 lần sát thương và hồi chưa 90 giây các bạn ơi. Và mình đã lên level 6 rồi đấy các bạn. Thì nói chung là mình cũng từng gặp team để dùng nhân vật này cũng khá là nhiều rồi, thì mình cũng chưa từng dùng bao giờ các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ dùng thử nhân vật này nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ trang bị nhân vật Homer vào nha các bạn ơi. Đây, đổi từ Kono sang Homer nha. Và mình sẽ làm luôn thử thách đó chính là bắn one shot nha các bạn ơi. Mình sẽ bắn thương nha, mình sẽ chỉ bắn đi xuống one shot thôi nha các bạn. Đó, ok, không gì dòng nữa, bây giờ sẽ vào trận luôn nha các bạn ơi, let's go. Ok, mình đã vào trận này các bạn ơi. Và mình cũng chưa rõ là kỹ năng nhân vật Homer này dùng như nào ấy các bạn. Kiểu như là chưa dùng bao giờ mà, thế là cũng kiểu hơi bơ ngơi các bạn ơi. Đó, mình kiểu qua về thử dùng thử xem sao nha các bạn. Ủa, nói đi đâu vậy? Ủa, từ Ủa, nó đứng im thế này, không đi à? Đây, đi rồi này các bạn ơi. Ủa, đi đâu vậy? À, đi đến chỗ tìm được hay sao ấy các bạn. Đúng rồi, kiểu như là không nhiều lắm ấy các bạn ơi. Vừa đọc xong mà quên mất tiêu rồi. Xong bây giờ 25 máu ấy các bạn. Đó, à, hình như còn giảm tốc độ di chuyển với cả tốc độ bắn hay sao ấy các bạn ơi. Đúng rồi, ui dồi ôi, các bạn ơi, cay thế nhờ. Ui, mà xác định vậy sao? Từ, cứu anh với. Ok, yên tâm đi. À, nó bên dưới hết các bạn ơi. Ok, thì team mình sẽ chiếm bên trên này nha. Rồi, đổi vị trí cho nhau nha. Nào, này nó kìa. Ui ôi, quá sức mù mắt quá các bạn ơi. Trời ơi, mù mắt thế này trời. Úi dồi, vai không trùng bên nào này các bạn ơi. Ủa, ảo ma thế nhờ. Làm video chỉ bắn sót mà mình bắn kiểu gì vậy trời. Úi dồi. Tao lấy mày. Bình tĩnh, hồi máu đã không là chết đấy. Trời ơi, chủ quay không hồi máu là toang luôn đấy các bạn ơi. Đó, úi dồi ôi, vãi. Bốn đứa lại cứu nhau các bạn ơi, ghét vãi thề. Mình bắn sau lại cứu ý các bạn ơi, kiểu bọn đứng gần nhau mà. Này thì nhảy à, chơi, nhảy chỉ có chết thôi. Ok, mình đoàn chắc có lại cứu ý các bạn ơi, kiểu cũng cứu luôn. Úi dồi, đấy, biết ngay mà ra cứu ý các bạn. Giờ mình lao xuống là mình chết đấy các bạn ơi. Úi dồi, này, từ, mình đây. Úi dồi, toang quá, tăng quá, vãi. Có hai anh máu này các bạn ơi, từ à, chị có máu cho em máu với chị. Ok, cảm ơn chị nha. Rồi đã có máu đi các bạn ơi. Ui, bù đắp phần nào các bạn ơi, bù đắp được một xíu máu ấy các bạn. Được, nói chung là thì mong là với số máu này là mình sẽ cảnh tiếp được nha các bạn ơi. Cô hết toang đấy, trời nguy hiểm vãi. Nó cứ thủ bên dưới này thì chắc chắn là nó sẽ chết đi các bạn ơi, bởi vì là bên dưới rất bất lợi luôn. Nhưng mà mình không chắc nha, bởi vì là mình cũng hết máu với các bạn ơi, thì nó có hơi nguy hiểm cho mình ấy. Úi dồi, vãi, làm đứa vậy sao? À, cứ nhảy là chết đời mình ngay. Không hớt được bao con trai. Úi dồi, có rồi, cứ nhảy đi, nhảy là chết. Đó, từ mình còn nhảy kỹ năng như vật này nữa, thế là tí nữa mình sẽ dùng nha. Úi dồi, kỹ năng này cũng hồi nhanh phết nhở. Ơ kìa, chết mất tiêu rồi. Ủa, đúng rồi, xuống đi. Ủa, hay quá, ôi, chuẩn quá, 2 năm mà cũng giết được người này các bạn ơi. Đấy, mấy cái năng này cũng ok mà, ừ, cũng có lợi mà chơi. Đó, có lợi phết đấy. Ok, nói chung là lật kèo đẳng cấp luôn đấy, từng là mình sẽ tao rồi chứ. Bây giờ mình sẽ lên lóc để test thử xem kỹ năng của Homer này có dùng trên nóc không nha các bạn ơi, để xem là trên cao dùng không nhá, hay là chỉ dùng đối với dưới mặt đất thôi các bạn. Đó, ok, lên nóc thôi nào, cái nóc sẽ là đam mê của mình các bạn ơi. Đó, tanh bờ là đam mê của mình mà, thế là không thể thiếu nóc được các bạn. Đó, ok luôn nhá. Sống chết với nóc sườn nha các bạn ơi. Ok, lên thôi nào. Đã có đủ hết keo rồi các bạn ơi, mình sẽ leo luôn nhá. Úi dồi ôi, team mình nhiệt tình quá ấy, các bạn ơi. Lúc nào cũng giúp mình tanh bo này thì chỉ có thắng thôi. Đó, giúp mình là tốt mà, giúp mình là có lợi mà. Và mình sẽ tanh bo, giúp team là chiến thắng để có lợi luôn. Đó, úi dồi ôi, có qua có lại. Đó, trời ơi, ok. Ngồi trên này và đợi cái nào hôm hồi thì mình sẽ dùng sau nhá. Bây giờ là mình sẽ xem là có bắn ở bên dưới không. Mình sẽ bắn thử mấy kill nha. Đây, one shot này, úi dồi ôi, đó. Nhìn luôn hả trời. Hôm nay thử dùng chỉ số one shot thôi nha các bạn ơi, để xem là số one shot mình sẽ bắn như thế nào nhá. Mọi khi là mình dùng UMP khá là nhiều ấy các bạn. Ủa, nó không di chuyển đấy các bạn ơi. À đây, có, tôi không di chuyển chứ. Nhưng mà có, ớt vãi, nó không xuống bên dưới đấy các bạn ơi. Ủa, kỹ năng nổ hả trời. Ảo vãi, nó không xuống bên dưới đấy các bạn ơi. Nó mắc kẹt ở kia đấy các bạn. Trời ơi, ảo ma thật sự luôn đó. Hay là nó kiểu bị xa quá nhờ, không đủ kiểu tầm 100m đấy các bạn ơi. Ủa, à, mình nghĩ nó trên cao không xuống bên dưới các bạn. Ừ đúng rồi, mình chắc chắn luôn đấy các bạn ơi, chắc là do ở trên cao ấy. Ừ, hay là mình cũng chả rõ lắm. Mày đừng có mồm điêu đi. Nhưng mà nói chung là ở trên nóc không dùng kỹ năng này các bạn ơi. Ảo vãi thề. Ủa, nó đứng đơ, nó chả đi đâu ý các bạn ơi. Ảo vãi thôi, nói chung là kệ đi. Homer thì chỉ dùng bên dưới mặt đất thôi nha các bạn ơi, còn trên nóc thì vô dụng ý các bạn. Trời ơi,
Thì ok, chửi tanh bo thôi nào, team mình cũng chết rồi các bạn ơi. Và team còn nguyên hai người này các bạn. Ok luôn, thì mình vừa ăn nhẹ 2 kill rồi, thì còn hai người thì tí nữa mình sẽ tanh bo vs nó nha. À mà các bạn xem video của mình, các bạn nhớ làm hay nói gì không các bạn ơi? Đó chính là các bạn được kênh cho mình xin một like rồi kênh, và được kênh bấm chút cả ký để nhớ thêm video nha. Được xem chùa nha các bạn ơi, phải cho mình xin một like nhá. Like thật là mạnh nha các bạn ơi, mình cảm ơn rất là nhiều luôn đấy. Bởi vì là giờ đây các xem video của mình các không chịu like các bạn ơi. Like nhiều vào các bạn đó. Like đi mà, bấm like dễ mà. Với cả là đăng ký kênh nữa nha các bạn ơi, phải đăng ký nhiều vào nhá. Bởi vì là giờ đây mình thấy các bạn đi học lại ấy, các bạn kiểu như là quên mất nút like. Sao các bạn ơi, cứ mất nút đăng ký ấy. Xem không chịu like, không chịu đăng ký các bạn ơi. Phải đăng ký, phải like nha. Ok luôn. Rồi, bây giờ sẽ tanh bo thắng luôn nha các bạn ơi. Thắng rồi này các bạn. Trời ơi, có là đơn giản luôn. Đó, thật tim trao nhau yêu thương phát xem nào. One shot tầm xa, liệu chúng hay không đây? Úi giời ơi, không trúng đấy các bạn ơi. Trời ơi, mù mắt quá ấy. Trúng không kìa. Vãi, nó cứ chết rồi đấy các bạn ơi. Mà không vào đầu ấy, vào đầu là ngon đấy. Trời ơi. Thôi, tha nó vậy, bây giờ làm sẽ đi ăn này kẻ nó nha. Không tha đâu, tha là tha thế nào, nói đùa thôi. Đó, bởi có lựa đạn này sẽ quăng vào đây nhá. Úi giời ơi, đừng lấy thù à, đừng lấy canh, đừng lấy cam à. Ai cho mà đứng. Này, ước kia kia từ. Úi giời ơi, là bắt lại team mình này các bạn ơi. Này, nhờ từ kia. Cố lên em ơi, cố lên em, giết nó đi. Hay quá, trời ơi. Thì còn được cuối này các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ tìm nó, xử nó nhá. Đây. Này, kia, từ. Úi giời ơi, nguy hiểm quá các bạn ơi. Úi, mình bấm nhầm cái homer vì các bạn mà không biết là mình bấm làm gì. Wait. Ủa, không phải. Bạn kia bắn hay sao ấy nhờ? Mình tưởng cái homo của mình giết được hay sao ấy các bạn? Ở đâu? Bạn kia bắn ấy. Ý quên. Tưởng cái homo của mình nó giết được chứ. Trời ơi, ảo vãi tê. Nhưng mà giật mình luôn á. Round này mình sẽ mua thử AC80 nha các bạn ơi. Không bắn lục bạc nữa, bắn lục bạc lãi giờ ấy. Ok, đây. Úi giời kìa. Hơi khó. Kể cả AC80 nhưng tầm xa như vậy cũng hơi khó ấy các bạn. Ok, thì mình thích tiếp cận hơn thì các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ công lên thẳng luôn nha các bạn. Sợ gì mưa rơi đâu. Này, úi giời ơi, này. Ừ kìa, gạt được không nhở? Cho lựa đạn là chắc chắn là sẽ gạt được ấy các bạn ơi. Lựa đạn là chuẩn luôn. Chú ấy không đây. Chú cũng kìa bị lag kìa các bạn ơi. Trời ơi, ô kìa. Team mình đang bị chết rồi này. Từ cẩn thận các bạn ơi, đừng để chết chứ. Ui giời, nó bắn đâu vậy? Ác kìa. Đây này, úi giời ơi, đau phết nha. Nhưng mà không xin nhiên với đạn của mình đâu. Bắn sao ăn kill luôn, đó. Dám động vào mình á, không có chuyện đó đâu. Rồi thì bây giờ đợi cái đứa kia là thò mặt ra mình sẽ giết nó lốt nó nha các bạn ơi. Không biết là chú ở đâu ấy các bạn. Ơ kìa, nó lại cứu hay sao ấy các bạn ơi. Ủa, cứu đâu vậy trời. Nó chú ở đâu mà nó cứu được nhở? Úi giời ơi, cũng căng phết ha. Trời ơi. Ơ kìa, ủa là sao hả? Từ. Rồi, Homer đây rồi các bạn ơi. Lao vào đi Homer. Ơ kìa. Ở đây là đúng rồi. Ui, được có 23-25 máu như này nhở. Ừ. Trời đất ơi. Kiểu như là kỹ năng này nó mạnh thêm một xíu nữa là kiểu mất nhiều máu xíu thì còn được. Chứ mà 25 máu thì hơi yếu ấy các bạn ơi. Nhưng mà thôi, nói chung là chỉ là kỹ năng nhân vật thôi mà các bạn ơi. Cũng không nên kiểu tác động nhiều quá vào kỹ năng bắn của mình ấy. Nói chung là cũng chẳng cần kỹ năng nhân vật mấy đâu. Kỹ năng nhân vật là phụ thôi các bạn ơi. Đây. Ừ. Này ở kìa, điêu với bạn ơi. Thôi kệ bạn đó đi. Thì bây giờ đợi cái đứa kia ra xử nốt nó nha. Ơ kìa, được chết bò đây. Chết bò trước. Này nó kia bị giật các bạn ơi. Ủa, bị co giật, bị lag cả trời. Úi giời ơi. Nhân vật của nó trên đồ sao các bạn ơi, nhìn lag vãi tê. Ok, thì bây giờ hay là bây giờ kiểu như là mình được tanh bo nhờ. Mình sẽ gạt tiếp bắt tanh bo nhờ các bạn ơi. Mà thôi đi, đợi ở lên đây mình sẽ đấm nó nhá các bạn. Ừ, nào, giỏi chưa đầu lên đây. Mình sẽ dùng 5 đấm của mình đấm nó nhá. Có biết đầu lên được không nhờ? Lên đây đi bạn ơi, đúng rồi, lên đi. Ủa kìa, lên xin chào đi bạn. Úi giời ơi, ham hố mình phết ha. Này, nhờ kìa. Ủa vai, không mang cala, yếu vai tê. Đấm hai lần không chết đi, trời. Rồi ghê. Thôi để bạn này thắng với các bạn ơi. Cố lên bạn ơi. Cố thắng đi nha. À đúng rồi, thắng đi để lên được trang 99 sao thì các bạn. Thì hiện tại là nick của mình cũng trang 99 sao nha các bạn ơi. Thì mình sắp lên 100 sao ấy. Thì nói chung là mai mình sẽ video hành trình chúng bạn xem nhá. Các đừng quên cho mình xin một like vào đây kênh nha. Ok, vậy là mình đã kết thúc trận đấu này với kỹ năng nhập Homer khá thành công thì các bạn ơi. Chắc là mình sẽ dừng video ở đâu nha. Và nếu đâu mình cho xin một like kênh nhá. Và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhớ thêm tập video các bạn. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các trong các video theo nha. Bye bye.